Và bây giờ lại tiếp tục làm nhiệm vụ phó bản các bạn. Và Long đang cày giúp một bạn cái ác thiên long quyền này các bạn đây. Bạn ấy 10 mười mấy k được 17 k điểm năng động rồi. Và Long chỉ giúp đến ngày 15 tháng 12 thôi. Một tuần nữa. Vì bạn ấy đi làm nhờ Long giúp thì Long giúp anh em cùng bang thì Long giúp luôn. Long nhưng mà Long chỉ nhận đến ngày khoảng ngày 15 tháng 12 thôi. Bởi vì tiếp cái ngày sau thì Long rất là bận. Và Long trả nhiệm vụ phó bản cho vậy. Đấy, bạn ấy được 17k1, gần 17k2. Và hôm nay thì Long đã làm nhiệm vụ full cho bạn ấy xong đây này các bạn nhìn này. Hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành. Làm nhiệm vụ hoàn thành này. Đấy. Nhiệm vụ phó bản thì là cũng vừa hoàn thành xong này. Và nhiệm vụ trồng cây tứ linh cũng hoàn thành xong rồi. Đấy. Và bây giờ Long xin up ác của bạn ấy. Up ác này. Đấy, Long sẽ trả cho ác thiên long quyền của mình. Và hôm nay thì Long cũng full. Full hết. Long có mới được với 10k4 bởi vì Long kích sau. Long kích sau so với anh em. Mặt khác Long Long chưa dùng chưa mắc điểm tích lũy đổi thưởng quan công và cũng chưa ăn thiên kim lệnh. Đấy. Có nhiều rất là nhiều nguyên nhân và Long đang suy nghĩ là không biết có nên ăn hay không. Vâng, xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh GX2. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và lời lời đầu tiên xin chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng trước đội tuyển
Campuchia. Vâng, Campuchia bao giờ ở dưới cơ Việt Nam rồi các bạn. Và đấy là điều tất nhiên. Và bây giờ là 9 giờ tròn, 9 giờ 4 phút. Và đã đến giờ truyền đạo rồi. Truyền đạo, nhiệm vụ truyền đạo ấy, anh em ạ. Tiếng to quá. Đấy. Buổi tối các bạn, buổi tối đến giờ truyền đạo. Rồi ok. Và các bạn có thể đến đến các Tây Hạ truyền đạo. Đây. Có 9 truyền đạo các bạn. 1 1 2 3 4 5 6 8 đâu nhỉ? 8 đâu nhỉ? 8 đây, 9 đây. Vâng, 9 người truyền đạo. Một bản đồ mà 9 người truyền đạo. Tha hồ anh em làm nhiệm vụ.